Và đây là đăng nhập vào hệ thống. Ở đây, cái hệ thống của tôi, đây là cái hệ thống này, nó chứa các cái biểu bảng, đúng nhỉ? Ở đây là ngoài cái việc chúng ta đăng bài viết, ví dụ cái phần quản lý bài viết thì là nó có các cái bảng bài viết, đúng không? Thì đây nó có các cái bảng để chứa bài viết, đúng không nhỉ? Thì đây là bên trong người quản trị sẽ làm cái việc ở bên trong này, đúng không nhỉ? Đây là của người quản trị sửa bài hay là viết bài mới, vân vân. Thì ở đây rồi chúng ta thêm một cái loại tin nào đó, ví dụ trong cái mục tin của chúng ta mới có các cái mục như là phần mềm này, chuyên môn này, tin học. Chúng ta muốn thêm những cái phần nào đó, chúng ta thêm bảng vào đây, thêm thêm loại tin vào đây. Đây phần này phần đăng tin viết bài, còn cái phần này là nó dành cho giáo viên. Ví dụ như chúng ta vào cái bảng đây thì ở trong đây nó có cả một cái quyển sổ điểm, đúng nhỉ? Thì những cái này chúng ta phải tạo những cái bảng, đó là bảng học sinh, bảng số thứ tự này, cột số thứ tự, họ tên, năm sinh, nữ, mức đạt được tiếng Việt, khoa học sử địa, vân vân. Đó, rất nhiều các cái bảng, đúng nhỉ? Rồi bảng cập nhật sổ điểm này, import file Excel này, rồi đấy, tóm lại cái cả một cái hệ thống này chúng ta rất là lớn, đúng nhỉ? Vì vậy nên là nó có rất là nhiều bảng. Thì ở đây như chúng ta thấy này, gồm có bảng danh sách này, của lớp 1 kỳ 1, lớp 1 kỳ 2, kỳ giữa kỳ, rồi giữa kỳ 2, cuối kỳ, vân vân. Chúng ta để ý nó hàng trăm cái bảng này, rất là nhiều. Rất là nhiều, đúng không? Để tạo cái bảng này nó mất rất nhiều thời gian, đúng nhỉ? Thì tùy theo cái website của chúng ta, nó website chúng ta đơn giản thì nó chỉ đăng tin viết bài thôi thì nó khoảng mười mấy bảng thôi là cùng. Ở đây cái website này của tôi nó, chúng ta để ý đấy, nó vẫn còn chưa hết, đúng nhỉ? Còn đây, đây có 250 bảng, đúng nhỉ? 250 bảng, tương đối nhiều bảng, đúng nhỉ? 250 bảng cơ. Ở đây là chúng ta cho hiển thị cột 2 đi. Đây trang 2 đây. Hơn 250 bảng nhé. Đây, những cái bảng chính đây. Ví dụ như bình thường nếu website chúng ta không phải là website về trường học, về hồ sơ sổ sách thì chúng ta chỉ cần có mấy cái bảng này thôi. Đó là bảng account này, bài viết, comment, đây, bảng đếm, liên hệ, loại tin, vân vân, là chỉ có khoảng 10 bảng thôi. Ở đây cái bảng này còn rất là dài này. Các bạn thấy lên đến đây 173 nữa, lên đến lúc nãy 250 cộng 173 rồi, rất là nhiều, đúng nhỉ? Thì cái này là chúng ta đây, tùy theo website chúng ta. Rồi, chúng ta đã up được cái cơ sở dữ liệu lên, đúng không? Đây là cái file cơ sở dữ liệu. Bây giờ việc tiếp theo là chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ phải sửa cái mã nguồn ở đây. Bảng thì chúng ta có rồi, đúng không? Cái này giờ chúng ta có thể đóng lại cái phần quản lý database. Rồi, đã xong về cái phần database rồi, mọi cái chúng ta có thể đóng lại được rồi. Cơ sở dữ liệu chúng ta đã xong. Bây giờ đến cái phần mã nguồn. Mã nguồn thì chúng ta làm thế nào để chúng ta đưa nó vào đây? Ví dụ như là ở đây là trang này là trang quản trị của người viết bài. Bây giờ đến cái trang trang chủ này. Làm thế nào để đưa ra cho người dùng xem? Ở đây là trang người dùng. Tức là người ta vào, người ta xem những cái bài viết của chúng ta ở trong đây. Ví dụ như là bài về phần mềm trình chiếu máy tính chuyên nghiệp Pro. Hiện nay tôi đã cập nhật đến phiên bản V113. Thì phiên bản mà gần như là cuối cùng rồi, đúng không? Chúng ta muốn xem cái bài viết ở trong đây. Thì làm thế nào để có được cái bài viết ở đây? Thì nó phải có cái mã nguồn, đúng nhỉ? Tức là toàn bộ những cái chữ này, đúng không?
những cái bài viết từ những cái tranh ảnh này, những cái ảnh này. Đấy. Rồi nó đã nằm ở trong cái cơ sở dữ liệu mà lúc nãy ta import rồi, nó nằm trong cái file này này. Chúng ta import nó lên đấy, tôi vừa import và cho mọi người xem, gồm có gần 4-500 bảng này đúng không? Đấy, thì giờ làm thế nào để nó đưa ra ngoài lên đây? Lúc nãy là cái bên trong kia là cái phần quản lý của chúng ta, nó nằm ở bên trong host đúng nhỉ? Giờ mới đưa ra người dùng thì chúng ta phải có mã nguồn, chúng ta phải lập trình sao cho từng nó hiển thị ở nào, cái bài viết nằm bên nào, cửa sổ hiển thị sao, giống như chúng ta xây nhà đấy, tầng trên tầng dưới ngăn phòng như nào. Vậy thì giờ chúng ta sẽ gọi là cái đấy gọi là mã nguồn. Bây giờ chúng ta phải sửa cái mã nguồn của chúng ta đi. Giờ tôi sẽ lấy cái mã nguồn. Cái mã nguồn này nếu các bạn thích tôi sẽ cung cấp cho các bạn. Cái mã nguồn chúng ta lập trình những cái ngôi nhà chúng ta đã lập trình sẵn rồi. Bây giờ chúng ta phải chỉ đường dẫn sao cho nó kết nối đến cái cơ sở dữ liệu mà chúng ta vừa mới vừa mới import vào đấy đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở cái phần mềm biên dịch mã nguồn lên, Dreamweaver lên đúng không? Đây chính là cái file mã nguồn. Chúng ta sẽ tìm đến cái file kết nối. File nào là cái file collect đúng không? Cái file kết nối của chúng ta. Ở đây mã nguồn này nó gồm rất nhiều các cái chúng ta để cái file connect của chúng ta nó ở đâu? Đây. Cái file này là cái file quan trọng. Đây chính là cái file collect. Thì giờ chúng ta sẽ sửa cái file này một chút. Cái file này của chúng ta là bây giờ chúng ta mới lấy cái thông tin ở đây. Toàn bộ cái thông tin này là cái đây cái chính SQL đây. SQL308.com. Thì chúng ta sẽ thay vào đây. Vào cái đặt hot. Đây là cái database hot. Chúng ta sẽ dán nó vào đây. Ta xóa cái số 32 đi nhá. Ở đây nó, cái phần này nó. Lúc nãy là cái phần hot tôi quên chưa chỉ ra. Rồi. Cái user này là đa dòng 2 này ta sẽ thay bằng cái đây, cái B32 này. Cái username này. Chúng ta sẽ thay bằng cái username này. À, cái mật khẩu. Cái mật khẩu lúc nãy chúng ta mật khẩu lúc nãy chúng ta đăng ký là cái gì thì chúng ta sẽ gõ ở đây, cái này là cái quan trọng nhé, cái mật khẩu đấy, chúng ta sẽ gõ mật khẩu ở đây. Rồi tiếp là đến cái database, cái mà lúc nãy tôi tạo chúng ta tạo đấy mà tôi copy tôi để dưới cùng này, này đúng chưa? Đấy, đó chính là cái quản lý điểm này, cái này là cái quan trọng nhất. Tên database của mình, toàn bộ dữ liệu của mình nó nằm ở trong cái kho, chúng ta hình dung đây là cái kho, thì cái mà kết nối mở cửa để lấy dữ liệu vào kho đấy. Rồi, ok, vậy là ta đã có tên hot là SQL 308.3shot.com. Username, mật khẩu để vào hot. Rồi cái
cái kho dữ liệu ở đây xong, chúng ta sẽ lưu cái file này lại. Rồi. Ở đây cái phần này tôi còn có một cái kết nối nữa. Cái phần kết nối mã nguồn đã kết nối về đến cơ sở dữ liệu đã xong. Việc tiếp theo là chúng ta làm cái gì? Việc tiếp theo là chúng ta phải up được cái phần mềm nó lên. Chúng ta phải đưa toàn bộ cái mã nguồn này lên. Ở đây chúng ta phải đưa toàn bộ cái mã nguồn này lên trên, để cho tôi kiểm tra lại xem còn cái gì không. Module hết rồi, connect view index. Thì tôi sửa lại một chút. Bây giờ cái mã nguồn này của tôi, ở đây tôi hướng dẫn các bạn này, tôi không dùng cái không không dùng cái không dùng cái cơ sở dữ liệu là về trường học, mà chỉ đăng tin viết bài thôi. Thì vì vậy tôi để cho cái mã nguồn nó giảm đi, tôi sẽ xóa toàn bộ cái những cái mã nguồn về đây, những cái mã nguồn về rất là nhiều đúng không nhỉ? Tất cả những cái mã nguồn về về trường học tôi xóa đi. Ok. Còn những cái phần ảnh này cứ đưa nó lên, ảnh up. Rồi. Vậy là toàn bộ cái phần mã nguồn này chúng ta sẽ đưa lên bằng cách nào? Chúng ta sẽ dùng cái phần mềm Qt FTP9 này. Hot. Hot của chúng ta là gì? Ở đây. Cái FPT này. Chúng ta đặt cái nào là cái FPT. Đây. FPT hot name là, chúng ta sẽ điền vào đây. Ví dụ cái này xem nào. Đúng rồi. Đấy, chúng ta sẽ đặt cái FPT ở đấy. Cái username. Username này. Chúng ta dán vào đây. Cái mật khẩu. Mật khẩu mà chúng ta lúc nãy chúng ta gì đấy? Rồi, sau đó chúng ta nhấn Enter. Chúng ta nhấn Enter thì nó sẽ đến một cái thư mục chứa mã nguồn, hay chúng ta vẫn thường gọi là bán đất, mua đất ở trên trời đấy. Cái đất này chúng ta mua miễn phí. Ở bên trong này không có gì cả. Bây giờ chúng ta sẽ đưa, chúng ta sẽ mở cái mục sau khi chúng ta vào, nó có cái mục HTTP đọc này. Cái mục này chính là cái nơi chứa mã nguồn. Đấy, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là sẽ đưa nó vào trong cái toàn bộ cái mã nguồn của chúng ta. Ở đây tôi sẽ mở đến cái mục HT đọc. HT đọc tôi vừa để trên desktop đúng không? Và tôi vừa xóa đi một cái đâu rồi. Đây. Đấy, nãy giờ ta sẽ bôi đen toàn bộ cái mã nguồn này. Lưu ý là cái cột bên này nó là ở dưới máy của chúng ta nhé. Cột này là cột ở desktop ở dưới máy, còn cột bên này là cột ở cái cửa sổ, bên này là cửa sổ trên mạng nhé. Đây là máy tính của chúng ta, đây là mạng này. Ở trên đây là trên đất trên trời, còn đây là đất, đất dưới đất đúng nhá. Chúng ta sẽ nhấn chuột, chúng ta kéo nó sang. Chúng ta thả vào cái mục HTTP đọc kia. Đấy, bây giờ chúng ta đi ngồi chơi xơi nước. Cho nó chạy khoảng nó cũng phải mất 15 2 phút tùy theo mã nguồn chúng ta dài. Bây giờ tạm thời tôi sẽ
Rồi thoát cái này đi cho đỡ nặng máy này. Thoát cái này đi. Tôi sẽ tạm thời dừng ghi hình lại. Xong vòng khoảng 15 phút sau thì nó xong, tôi lại bật nó lên, đúng không? Sau 10 nửa tiếng ta up xong cái mã nguồn lên trên server. Nên hot, bây giờ ta có thể đóng cái này lại. Giờ ta sẽ mở trình duyệt của chúng ta lên. Vậy là chúng ta sẽ mở. Cái tên miền của chúng ta lúc nãy là tên miền của chúng ta lúc nãy là tên là công nghệ thông tin đúng nhỉ? Đây nó chính là đây, chúng ta sẽ kích vào nên ta copy, nhấn Ctrl hoặc là copy rồi ok. Rồi, vậy là nó đã toàn bộ cái phần cơ sở lúc nãy. Chúng ta đã copy cái cơ sở dữ liệu ở bên kia. Bây giờ chúng ta đưa nó sang bên đây. Thì nó lên một cái bài giống y như thế, đúng nhỉ? Không khác một chút nào. Vậy là ta đã được một kênh mới, là một cái tên miền mới. Đó là công nghệ thông tin 3shot32.com đúng nhỉ? Ok. Vậy là ta được một cái phần dưới này thì sẽ không có, giữa ấn ở đây sẽ bị lỗi. Nó sẽ báo lỗi đúng nhỉ? Bởi lẽ là cái phần mã nguồn của cái trường hợp này nãy ta cắt nó đi rồi, đúng không? Nó ở đây nó vẫn còn cái gì thôi. Đấy, và nó đã truy cập được vào phần bài phần sửa. Rồi, ok. Toàn bộ cái vậy chúng ta được một cái website hoàn chỉnh đúng nhỉ? Có các cái đề mục chúng ta có thể chỉnh sửa ở đây, vân vân. Rồi. Cuối cùng chúc mọi người thành công. Mọi người sẽ đăng ký ở dưới video, nhấn nút đăng ký để nhận những video mới khi khi có thông báo nữa nhé.